Đó, các bạn thấy chưa? Thổi bay hết cả cỏ đi luôn. Ghê chưa? Là mình đã chế xong chiếc xe đạp phản lực. Đó, các bạn thấy chưa? Mình đã chế là 3 chiếc quạt chạy bằng điện. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhá. Ba cái này chạy ghê luôn. Mình sẽ cho các bạn xem này. Đó, các bạn thấy chưa? Thổi bay hết cả cỏ đi luôn. Ghê chưa? Đứng yên một chỗ cũng quay thôi, không phải đi theo. Đứng yên một chỗ thôi.
Mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay thì hãy like, đăng ký và chia sẻ để mình có động lực làm thêm các video tiếp theo cho các bạn xem nhé. Xin chào các bạn.